Thưa quý vị, chiều nay ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân tại huyện Xuyên Mộc. Năm 2024, huyện Xuyên Mộc được giao tuyển chọn và gọi 280 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 1% đảng viên chính thức. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của huyện được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Sau khi nghe địa phương báo cáo, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã động viên, khích lệ các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, đồng thời yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phải đảm bảo lễ giao nhận quân sáng mai diễn ra đúng quy định, an toàn, tuyệt đối.